Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Xin chào mừng các bạn đã đến thăm kênh của Hoàng Mai Cuộc Sống Miền Quê. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến thăm một vườn ổi triệu quả và ổi ở nơi đây rất là ngon và ngọt. Xin mời các bạn hãy cùng đồng hành với Hoàng Mai để cùng khám phá vườn ổi mọi người nhé. Các bạn ơi, vườn ổi đây rồi. Sau khi chuyển đổi nông thôn mới thì gia đình nhà chị ấy đã nhận về đây rất là nhiều ruộng và đã trồng rất là nhiều ổi các bạn. Mọi người hãy ngắm nhìn vườn ổi mọi người nhé. Rộng bao la bát ngát, chị ấy còn trồng sen canh, đu đủ, hồng xiêm, rồi thì chuối các bạn ạ. Rồi các loại rau ở dưới gốc các bạn ơi. Mùa nào thứ đấy và chị ấy rất là chăm chỉ làm việc mọi người nhé. Đó, các bạn nhìn này, ở trên cây này, những cái túm sắn kia là ổi đấy các bạn ạ. Bác thì bọc như thế để cho nó không bị sâu bệnh mọi người nhé. Gia đình nhà chị nhận ruộng về đây là mấy sao đây chị? Hơn một mẫu. Chị trồng tất cả là ổi hay là những cái cây nữa? Ổi, cây hồng xiêm đường ạ. À thế ạ. Chị trồng rất là nhiều các loại cây. Thế mà mùa ổi này thì chị cứ hàng ngày là chị bứt liên tục và chị đi bán thì có dễ bán không hả chị? Mùa này thì nó cũng lớn nhưng mà nói chung là vẫn thu hoạch năng suất cao ạ. Vâng. Thế bây giờ chị lại bứt để đi chợ à chị? Giờ lại bứt để đi chợ ạ. Vâng. Ôi trời ơi, cái vườn ổi nhà chị lắm quả thế. Rồi các bạn hãy nhìn nhá, những cái quả bọc ở sang ngoài này. Đó. Nói chung là ăn ổi là sạch đấy. Vâng. Ổi này là sạch và chị không có phun gì các bạn nhá. Đó, rất là nhiều quả. Ôi trời ơi mọi người ơi, thích chưa? Có những quả ổi rất là to. Quả này to quá em bứt nhá. Đó, các bạn ơi, chị bọc này. Chị bọc kín ở trong cái túi bóng và cái xốp các bạn ạ, để tránh bị sâu các bạn ơi. Vâng, bọc từ lúc còn nhỏ các bạn nhé. Nhiều quả chưa, nhiều quả chưa. Đó, rất là nhiều quả. Hoàng Mai được vào đây thì lạc như ở giữa vườn tiên các bạn ạ. Ôi dồi ôi, nhiều quả quá. Các bạn ấy nhìn này, đó, rất là nhiều quả. Đó, chị để vào đây. Ôi dồi ôi, đó, các bạn nhìn này, có một loáng là đầy một cái xô các bạn ạ. Rất là nhiều quả. Thích chưa mọi người ơi, thích chưa mọi người ơi. Mình sẽ bứt quả to. Và bây giờ nó lại ra rất là nhiều quả con các bạn nha. Nó đang ra quả con rất là nhiều, lứa thứ hai các bạn chị. Lứa thứ hai ạ. Vâng, đó chị lại phải thuê người để bọc xốp các bạn ạ, vì nó quá nhiều và nó rộng mà nó ra rất là nhiều quả các bạn ơi. Vâng. 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 Thế là phải lên lồng từ lúc nhỏ. Từ lúc con bé tí ạ. Vâng. Trời ơi, nhiều quả quá. Rồi các bạn ơi, cứ hai hàng ổi. Cứ hàng bên này và hàng bên này thì chị lại đào cái mương nước ở giữa. Thế là quanh năm chị không có phải tưới, có phải không chị? Không ạ, không phải tưới đâu ạ. Không phải tưới. Ôi trời ơi. Không phải tưới, nước không phải tưới. Vâng, rất là nhiều quả các bạn nhá. Đó, cứ hàng ngày là chị cứ chở xe đi bán ở khắp mọi nơi các bạn ạ. Rất là thích. Hoàng Mai vào đây cứ như thế là lạc giữa vườn vườn đào tiên đi các bạn ạ. Rất là nhiều. Ô chị ơi, có cái chuột nó ăn nhỉ. Nói chung là nguồn thu là rất là cao. Vâng, hơn trồng lúa đúng không chị? Nhiều
Vâng, có những quả ổi bị chuột nó khoét chị ạ. Nó rất là thích các bạn ơi, ổi đây này các bạn ơi. Rất là thích. Mọi người ơi. Nhiều quả chưa mọi người ơi? Đó, những em ổi cứ lủng lẳng ở trên cành các bạn ạ. Đó. Rất là thích các bạn ạ. Ổi rất là to. Nè. Đó, các bạn hãy nhìn nha chị bứt nha, thích lắm các bạn nha. Đó. Đó. Đấy. Mình có một tay quay thôi các bạn ạ, để mình quay chị bứt ổi mọi người nha. Rất là nhiều quả vào đến đây là hương bưởi đã mùi cứ ngào ngạt các bạn nhá, mùi thơm. Và ở trên cây mình thấy có rất là nhiều những cái quả nó bị chuột nó cắn các bạn. Đấy, chị suốt ngày chị lăn lộn ở trong vườn bưởi, vườn ổi các bạn. Thế là cứ chiều đến thì chị lại đi bứt để đi bán ạ. Chiều đến lại đi bứt để đi bán. À thế ạ. Vâng. Em cũng thôi. Con được phòng thả này là con được nghỉ chiều này. Vâng. Để có buổi sáng nhân đi sáng chiều về. Vâng. Thôi thế là con mạnh nhá. Vâng, vâng. Vâng. Đấy, giờ là chị bắt đầu lên đường để chị đi bán các mọi người nhé. Đó các bạn ơi, ổi này lại chín rồi các bạn. Nhiều quả lắm. Đó. Mình hãy mở cái xốp ra các bạn nhìn này. Ổi này. Rất là chín các bạn nhé. Mình sẽ ăn thử xem sao. Ổi ăn rất là ngọt các bạn ạ. Ngọt quá và giòn, rất là giòn các bạn nha. Ai mà mua ổi thì liên hệ với Hoàng Mai nha. Rất là ngon. Vâng. Ổi rất là ngọt và rất là giòn và cũng rất là bở các bạn nhé. Không có rắn. Ổi này gọi là giống ổi gì à chị? Ổi Đài Loan các bạn nhé. Chị trồng ổi là ổi Đài Loan. Rất là ngon các bạn ơi. Ở dưới gốc chị còn trồng những cái cây rau muống để chị chăn lợn nữa. Chị làm tài lắm mọi người ạ. Chị ấy phải nói là ba đàm đang. Ở trên cây vẫn rất là nhiều những cái túi bọc như thế kia là ổi. Chưa đã thu hoạch hết các bạn nhé. Đó các bạn ngắm nhìn nè. Nhiều ổi chưa? Ổi rất là ngọt các bạn nha. Ngọt quá các bạn ạ. Đấy. Đúng là vườn ổi triệu trái chứ không phải là 100 trái các bạn nhé. Vườn ổi không biết bao nhiêu quả các bạn ơi. Mình kén đã. À, cái nửa bên ngoài này là chị thu hoạch rồi. Còn cái nửa bên trong này là chị chưa thu hoạch. Cho nên là vẫn rất là nhiều những cái túi trắng ở trên cây. Chứng tỏ là cái phía ở ngoài này là chị đã thu hoạch. Nhiều quả chưa? Đó. Quả to chưa các bạn? Đó. Cũng có những cái con chuột nó chui lên nó khoét các bạn nhé. Đó, nó thấy ngọt quá. Và mùi thơm lắm các bạn. Đây là mùi thơm ổi các bạn ơi. Cứ ngào ngạt ra các bạn ạ. Ở phía dưới chị còn còng trồng xen kẽ những cái cây khoai khoai sọ các bạn ạ.
Đó, những cái cây ổi con này, bây giờ mới chị mới lại trồng này. Và hồng xiêm nữa các bạn ạ. Rộng mênh mông luôn các bạn ạ. Chị bảo là chị thu hoạch rất là nhiều các bạn nha. Giờ chị hôm qua chị bảo mình là trong vườn ổi nhà chị còn khoảng 5 tạ ổi nữa. Mà chị đã bán từ đầu mùa đến giờ các bạn nhé. Nhiều quả chưa? Nhìn quả mà thấy ham mọi người ơi. Chị suốt ngày chị lăn lộn ở dưới vườn ổi các bạn nhé. Nhiều quả chưa, nhiều quả chưa. Đây này các bạn, ổi đây này. Ngọt quá các bạn ơi. Ai mà mua ổi thì liên hệ với chị Trường nhá. Chị Trường ở Quốc Oai các bạn nha. Chị lại xếp vào tải để chuẩn bị chị đi bán đấy mọi người ạ. Thế là đi được không mẹ? Vâng. Tải lên nào. Được khoảng 600-700 là ổn, ok. Vâng, đó. Cuộc sống thế là tha hồ đánh chén là không phải khổ. Vâng, vâng. Thế là cứ mỗi ngày thu hoạch là được 500-600 nghìn. Thế thôi, vâng. Thế là được rồi. Thế mà dần nhà quê mình là đủ sống. Chúc rồi. Chúc chị buôn may bán đắt chị nha. Rồi, vâng. Ok. Vâng. Bạn nha, đây, các bạn đứng ở đây nó rộng này thì mình mới quay được thật xa cho các bạn. Nhìn này, rất là nhiều ổi này, chuối này các bạn. Đó, hàng chuối xa xa kia cũng là của gia đình nhà chị đấy đấy. Chị trồng để chị xen canh rất là nhiều những các loại cây các bạn ạ. Chuối rồi hồng xiêm rồi thì ổi rồi bưởi các bạn nhá. Mùa bưởi thì lại thu hoạch bưởi các bạn nhá. Đó, đẹp chưa các bạn hãy nhìn nha. Và có lẽ video của Hoàng Mai sẽ xin tạm dừng ở đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ và nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ Hoàng Mai nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video lần sau nha. Bye bye.